Hello Vanessa, xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị quay trở lại Vanessa. Bản tin của tiểu bang California ở bên EDD, họ vừa đưa ra một cái công văn vừa mới buổi chiều muộn ngày hôm nay là ngày 8 tháng 1 năm 2021. Thì đây là cái công văn mà họ nói về cái phần tiền thất nghiệp của các chương trình mà chúng ta đã và đang nhận được tuần đầu tiên trên chương trình của FedEd mà hôm trước họ đã thông báo. Thì hôm nay họ cũng đã đưa ra những cái chương trình là họ tiếp tục làm việc trên những cái case, những cái phrase tiếp theo, đó là những cái chương trình của PUA, PUA và PEUC. PEUC là chính là cái chương trình của W2 á. Thì hôm vừa rồi những ai lãnh W2 mà ở dưới dạng FedEd thì chúng ta được nhận cái 300, hầu hết chúng ta được nhận 300 đó rồi. Còn lại những người của PEUC và PUA thì cần phải họ sẽ gửi cho quý vị trong cái phần điều tra. Thì như hôm nay trong cái một cái bài báo họ cũng đã đưa ra là chúng ta sẽ phải đây để em xem cái bài báo đấy nó còn ở trong này không. Đây cái bài báo đấy hôm nay họ cũng đã đưa ra đây là chúng ta bên ED họ có 1,4 triệu hồ sơ của PUA là ở những cái hồ sơ mà đang bị ở trong cái tình trạng họ phải đình chỉ vì họ còn điều tra cái gian lận. Thì họ sẽ gửi cho quý vị những cái phần certify danh tính để mà quý vị vào quý vị tải những cái phần yêu cầu bank statement hay là những cái hồ sơ để mà chứng minh đó chính là hồ sơ của quý vị. Thì họ đang bắt đầu làm việc trên 1,4 triệu hồ sơ, rất là nhiều quý vị nha. Thì những 1,4 triệu hồ sơ này quý vị nằm ở trong cái trường hợp đó thì quý vị chờ certify danh tính rồi chúng ta cũng sẽ nhận được thôi. Còn lại họ cũng đã nói là có 1,9 triệu hồ sơ này là bị rơi vào cái tình trạng là họ đã kháng cáo quý vị nha, nhưng mà họ không đủ điều kiện sau khi mà EDD đã thông báo, đã gọi là đã review, đã determine cho quý vị. Thì họ đã nói là disqualify, có nghĩa là những 1,9 triệu hồ sơ này thì ai mà hôm trước đã bị họ cắt đó, sau đó thì chúng ta có kháng cáo và bây giờ họ đã liệt kê ra là có 1,9 triệu hồ sơ sẽ không đủ điều kiện để nhận và cái kháng cáo của quý vị là đã bị fail thì chúng ta sẽ không được nhận trợ cấp thất nghiệp nữa. Thì những cái trường hợp này là 1,9 triệu hồ sơ quý vị ơi, rất là nhiều. Thì đây là cái thông tin để Vanessa báo cho quý vị để quý vị có thể biết thêm là tình hình là không phải ai là cũng được và những một số người bị ngưng mà đã kháng cáo mà cũng không có được là lý do họ sẽ gửi cho quý vị nha. Đó, còn quay trở lại với cái công văn mới ngày hôm nay thì chương trình của FedEd là chúng ta được nhận đầu tiên là hôm họ đã thông báo là cái tuần đầu tiên ngày 3 tháng 1 vào cái ngày chủ nhật của tuần vừa rồi á, là chúng ta đã được nhận rồi. Thì bây giờ tiếp tục họ sẽ xử lý và bắt đầu gửi tiền cho chương trình của PUA và PUC. Cũng được tính cái tuần từ ngày 27 tháng 12 luôn cho đến ngày 13 tháng 3. Thì đây là cái 11 cái tuần của bên liên bang cũng như là gia hạn của tiểu bang thì họ đều có 11 tuần cho quý vị. Ai mà PUC thì sẽ từ 13 tuần sẽ thành 24 tuần, còn ai mà PUA thì từ 46 tuần, còn ai là hồ sơ mới thì sẽ chỉ được cộng thêm lên thì chỉ được 50 tuần thôi, nhưng mà hồ sơ cũ chúng ta đã lãnh được hết rồi và được gia hạn thêm extra 7 tuần mở rộng cuối năm á, thì chúng ta sẽ thành 46 tuần và cộng tiếp với 11 tuần của chương trình gói cứu trợ cash act này nữa thì chúng ta tổng cộng lên được 57 tuần quý vị nha. Và họ cũng đã đưa ra những trường hợp là những họ sẽ gửi thông tin và gửi tin nhắn gửi bằng mọi hình thức về cho quý vị để chúng ta có thể biết được là họ hướng dẫn chúng ta làm như thế nào. Ai cần certify danh tính thì chúng ta certify danh tính, còn ai cần phải làm theo những bước như nào thì họ cũng sẽ đều gửi. Quý vị cần phải log in vào để kiểm tra, để gửi họ mở certify ra cho quý vị chẳng hạn, hoặc là cái hồ sơ nào mà họ yêu cầu quý vị phải mở làm mới hay như thế nào đó thì chúng ta sẽ mở ra để chúng ta coi. Đó, và họ cũng đã thông báo về cái phần Record number, cái form của thuế khai thuế 199G đó quý vị. Thì họ cũng đã đưa ra cho quý vị là họ gửi về cho quý vị rồi những cái form để cho chúng ta có thể
mở ra chúng ta có thể khai thuế, hoặc là những cái chương trình paid family leave chẳng hạn, thì chúng ta cũng dùng những cái form đó ở trong những cái phần đó để chúng ta biết được cái thông tin. Và để muốn biết thêm những cái thông tin chi tiết thì chúng ta có thể vào cái tax information webpage này để chúng ta tìm hiểu more information, thêm những cái thông tin thêm về thuế quý vị nha. Và cũng cùng với cái thông tin của công văn release của tiểu bang California, thì ở bên cái trang báo của California là cái trang báo địa phương đó quý vị, thì họ cũng đã đưa ra cái chi tiết trong cái trang báo này, thì họ cũng vừa mới đưa ra cách đây có 10 có bao nhiêu phút thôi đó, thì em cũng sẽ đọc luôn cho quý vị này. Thì họ cũng đã nói rõ là hàng triệu người California có thể sẽ sớm khôi phục trợ cấp thất nghiệp khi mà Bộ Việc Làm họ đã sẵn sàng cung cấp và phê duyệt. Và họ đưa ra những cái chi tiết là như sau. Những cái đoạn trên này em không đọc nữa, những chỗ nào quan trọng thì em đọc thế này. Họ nói là một yêu cầu mới của liên bang cho những người sử dụng PUA hiện tại và những cá nhân nộp đơn. Nếu như họ nộp đơn và họ bị yêu cầu phải nộp đơn mới á, thì chúng ta sẽ phải nộp bằng chứng về việc làm hoặc là tự kinh doanh hoặc là tiểu bang mà đang chờ hướng dẫn thêm của Bộ Hoa Kỳ để xem họ yêu cầu thêm những cái gì. Thì những ai nằm ở trong cái chương trình mà yêu cầu nộp mới thì chúng ta sẽ phải tuân thủ thủ và làm theo những cái hướng dẫn như vậy của họ. Thì đấy là cái phần họ hướng dẫn thêm, và họ nói là chương trình của PUA, để bạn có thể đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp của PUA thì bạn phải không đủ nhận thất nghiệp thông thường, có nghĩa là chúng ta không đủ trong cái trường hợp W2 thì chúng ta mới chuyển được sang PUA. Và họ đưa lại cái điều luật này để cho những người nào mà yêu cầu vừa mới bị thất nghiệp hoặc là bây giờ mới thất nghiệp, chúng ta có thể mở mới, thì chúng ta dựa vào những cái điều này để chúng ta làm. Thì họ đưa ra những cái điều bao gồm chủ doanh nghiệp, chủ cửa hàng này, người lao động tự do là independent contractor, và nhà thầu độc lập này, giống như là form 199 của những nhà thầu độc lập mà gọi là cái gì nhỉ, tự dưng em lại quên mất này. Thì những cái người mà có quá trình làm việc hạn chế này, rồi những người đã sử dụng tất cả các quyền lợi bảo hiểm thông thường, rồi những người đang chấp hành các cái tuần hình phạt khai báo sai trên bảo hiểm thất nghiệp thông thường của họ thì đều bị yêu cầu làm mới đó quý vị, và sẽ được hưởng tới tối đa là 57 tuần đó. Thì tại vì cộng thêm 11 tuần, mà trong khi đó PUA chúng ta một số người đã lãnh lên 46 tuần rồi. Còn chương trình PUC thì thông thường chỉ có thể nhận 26 tuần thôi, nhưng bây giờ thì họ cũng đã nâng lên 24 tuần là do cái 11 tuần bổ sung này đó. Thì 13 tuần đầu tiên thì là cái hồ sơ của quý vị đã được gia hạn thêm là ở trong cái chương trình từ 29 tháng 3 cho đến 26 tháng 12 này. Đấy, thì ai bây giờ hết ở trong cái chương trình đó rồi chúng ta sẽ được gia hạn thêm, họ sẽ gửi thư để mà gia hạn tự động cho quý vị này. Đó, họ nói là họ sẽ, nếu như bạn bị hết trợ cấp trong cái năm nay thì chúng tôi sẽ tự động gia hạn 13 cái tuần của chương trình PUC vào đơn của quý vị, và sau khi hết cái 13 tuần thì họ lại tiếp tục tự động gia hạn thêm 11 tuần sang cái chương trình PUC của quý vị. Đấy là những cái điều mà họ chia sẻ để chúng ta được biết là họ sẽ gửi thông báo cho chúng ta, nên chúng ta phải để ý nha quý vị. Em thấy nhiều nhiều quý vị cũng bị pending nó, thành ra là chúng ta phải để ý liên tục xem họ có gửi những cái thông báo gì yêu cầu chúng ta không thì chúng ta còn biết. Đây họ cũng nói trong trường hợp nếu quý vị không hội hội đủ điều kiện để nhận bồi thường sau khi năm phúc lợi đã hết hạn thì hai điều sẽ có thể xảy ra. Điều đầu tiên là sẽ bị thông báo, chờ họ dịch cái kiểu gì này để em dịch sang tiếng Anh cho dễ dịch. Cái gì đây? Ai đó trang gì tự dưng nêu sầm rồi quẹt gì này. Chờ em bật lại chút. Đây thì đây họ nói là trong cái phần mà cái run out benefit with the benefit year, có nghĩa là cái chương trình benefit của quý vị nó bị hết nhưng mà vẫn là ở trong cái năm thất nghiệp của quý vị nha, chứ không phải là quý vị bị hết năm thất nghiệp within your benefit year, có nghĩa là cái thời hạn một năm
của tiền thất nghiệp của quý vị nó chưa hết hạn quý vị nha, nó chưa expire, thì chúng ta nếu như mà nó đã bị hết rồi trong vòng vẫn ở cái năm benefit đó thì họ sẽ auto gửi đến cho quý vị, nên chúng ta yên tâm auto gửi đủ các case luôn, kể cả FDD, PUA cũng đều auto gửi 11 tuần thêm ra cho quý vị. Và họ nói là họ cũng chú ý ghi ra những cái chú ý cho quý vị là quý vị hãy vào thường xuyên UI online để check những cái mail hoặc là những cái text message có thể gửi về số điện thoại của quý vị này, gửi tin nhắn cho quý vị, rồi thì gửi những cái notification ở trên những email của quý vị khi quý vị login online này, để mà quý vị có thể certify for next benefit payment, là họ đây là họ đã đưa ra một cái ghi chú nha, để chúng ta để ý, nếu chúng ta không để ý bỏ lỡ mất cái ngày mà chúng ta certify là nó sẽ rất là phức tạp. Đó là trong cái phần chúng ta vẫn đang đủ điều kiện ở trong cái năm đó. Thế còn after your benefit year có nghĩa là chúng ta đã bị hết hạn, có nghĩa là nếu như cái kết thúc cái năm mà hồ sơ của quý vị, ví dụ như là đến tháng 12 này nó đủ một năm rồi là nó hết hạn đó quý vị, là chúng ta sẽ phải file another unemployment claim, có nghĩa là chúng ta phải mở một cái hồ sơ mới, và chúng tôi sẽ và họ sẽ gửi cho quý vị và sẽ nói cho quý vị biết là quý vị phải file cái claim này nếu như quý vị vẫn còn bị thất nghiệp, và vào UI online, và họ sẽ hướng dẫn quý vị con đường fastest way để mà apply, đó là online, UI online, là vào cái này UI online này quý vị nha. Đó, và nếu như mà quý vị không có đủ để mà điều kiện để mà claim tiếp sau cái năm mà đã kết thúc á, thì có hai vấn đề nó sẽ xảy ra như sau. Họ sẽ không có gửi cho quý vị là mở tiếp hồ sơ mới nữa, mà họ sẽ gửi cho quý vị cái này. Thứ nhất là quý vị sẽ nhận được cái Euro đồng ở cái notice mail, họ sẽ nói là there are not enough way for new claim. Đó, đây sẽ là người không đủ điều kiện quý vị nha, là họ sẽ gửi cho quý vị cái Euro đồng notice, là chú ý là và nói rằng quý vị there are not enough way, không có đủ income để mà mở cái hồ sơ mới, là cái thứ nhất này. Sau đó thì cái thứ hai là một vài ngày sau đó thì bạn lại tiếp tục nhận được cái PUC extension unemployment claim, you will also receive text message about extension. Thì đây là những cái trường hợp mà quý vị có thể đủ điều kiện hay không có đủ điều kiện, thì họ sẽ gửi cho quý vị những cái vấn đề như sau. Nếu như quý vị nằm ở cái first này thì quý vị coi như là quý vị không được này. Đó. Còn nếu như quý vị được thì họ sẽ gửi cho quý vị tiếp tục cái phần này. Cái tin nhắn sẽ như thế này là được nha quý vị nha. Là bạn sẽ nhận được một cái auto của cái file PUC gia hạn thêm. Và sau đó họ sẽ nói với quý vị là bạn sẽ nhận được những cái tin nhắn về cái phần gia hạn này. Đó thì đây là cái tin nhắn họ thông báo cho những người mà có cái benefit year bị hết hạn đó, thì nó sẽ nằm trong những cái trường hợp như vậy. Đó thì đây là những cái thông tin mà hôm nay Vanessa muốn chia sẻ với quý vị, với rất nhiều quý vị anh chị em sẽ nằm ở trong những cái phần như thế này để chúng ta được biết, và chúng ta sẽ không có lo nha. Họ sẽ có những cái thông báo cho chúng ta, kể cả chúng ta hết hạn thì họ cũng sẽ gửi tin nhắn, gửi thông báo, chứ không có chuyện họ lẳng lặng họ để cái hồ sơ của chúng ta bị delay pending trong và không trả tiền cho chúng ta đâu quý vị nha. Thì chúng ta yên tâm, sẽ có không được hay được, hay phải mở hồ sơ mới hay được auto gia hạn, thì tất cả họ đều gửi thông báo cho chúng ta. Thì đây là cái điều mà Vanessa muốn chia sẻ đến quý vị. Đó, thì em cũng xin dừng cái video tại đây và rất mong quý vị like, share, đăng ký kênh để nhận những thông tin mới nhất về tiền thất nghiệp cũng như gói cứu trợ. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Hẹn gặp lại quý vị. Bye bye.